Xin chào anh em và rất cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh công nghệ của Laptop TC. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em một mẫu máy doanh nhân cao cấp mà cấu hình rất là cao, giá thì lại rất là phải chăng. Đó chính là chiếc HP ProBook 640G2 mà mình đang để trên bàn đây. Con 640G2 HP ProBook này nó có cái đời chip là thế hệ thứ 6, nó tương đương với ra mắt năm 2016 để cạnh tranh trực tiếp với dòng Dell Latitude 5000 series. HP ProBook 640G2 này nó bên Laptop TC mình đang bán nó chỉ tầm khoảng 7-8 triệu thôi. 7-8 triệu anh em nhá, mà có một con máy cấu hình rất cao, chip i5-6200U, RAM 4GB OSD 256, màn HD. Và chiếc máy này thì như anh em đã biết, bên mình tuyển chọn rất là kỹ, hình thức thì khá là đẹp, anh em có thể thấy đây, cũng không có xước xát gì cả. Laptop TC mình luôn chọn những chiếc máy đẹp nhất để về bán cho anh em. HP ProBook 640G2 này nó được làm bằng nhựa, nhưng mà vật liệu nhựa này rất là cao cấp, và được mặt lưng này của nó được phủ một lớp sơn nhung, sờ rất là mịn, rất là thích. Cái lớp sơn nhung này thì nếu anh em mà không ra mồ hôi tay thì nó sẽ không có để lại vết vân tay đâu, nhưng nếu anh em mà dạng ra mồ hôi tay nhiều thì cảm giác nó sẽ để lại cái dấu ở đây. Chính giữa là cái logo HP được sơn bóng rất là đẹp. Mở máy ra thì anh em nhìn thấy một cái thiết kế của nó cũng cực kỳ là tối giản. Màn 14.0, độ phân giải là 1 366 x 768. Cái âm thanh của máy thì khá là to rõ ràng, với cái giải loa của nó thì được đặt ngay trên bề mặt như này. Bản nề của nó là bản nề dạng bản nề hai trục, và gập mở máy cũng rất là tự tin. Anh em mà mở như này thì anh em phải dùng hai ngón tay này mở ra, máy rất là cứng vững. Bàn phím của máy thì nó là dạng bàn phím chip nét, nhưng mà không được là full size bởi vì nó là màn 14.0 nên thành ra nó không đủ khu vực để làm bàn phím phụ bên này mà anh em. Nhưng mà cái độ lẩy của nó thì rất là tốt, phím hành trình cũng khá là sâu và đánh cũng khá là êm đấy anh em ạ. Túc bát của máy thì nó được phủ một lớp kính ở trên, di khá là thích. Cái dòng này nó phủ kính nên thành ra anh em di cái túc bát đa điểm của nó khá trơn mượt anh em nhé. Cái checking của nó thì khá là êm. Và con máy này thì cũng có đầy đủ các option như kiểu là camera mic này. Mic của nó dạng mic kép để khử được tiếng ồn khi anh em đàm thoại. Cái camera của nó thì cũng là 720px nên thành ra là nó cũng khá là chất lượng. Nó còn có thêm cả bảo mật vân tay này. Và đặc biệt là có bên mình thì về sẽ có con có led phím, con có không. Anh em nào mà qua chiếc thì chọn được con có led phím anh em nhé. Các cổng kết nối của máy thì khá là đầy đủ, một con máy đậm chất văn phòng, chính vì vậy mà các cái cổng kết nối của nó gần như mình thấy không thiếu một cổng nào cả. Cạnh sau của máy em sẽ nhìn thấy hiển hiện nó là cái cổng VGA, một cái cổng kết nối rất là truyền thống, rất là phổ thông từ trước đến nay mà anh em nào hay sử dụng máy chiếu, máy in hay là màn hình ngoài thì cổng này cũng rất là hữu hiệu anh em nhé. Cạnh phải của máy thì sẽ có cổng tai nghe 3.5 kèm mic, một cổng USB Type-C, một cổng DisplayPort. Cổng này giúp anh em xuất ra màn hình ngoài lên đến 4K, hai cổng USB 3.0, cổng mạng LAN, một khe SIM. Anh em mà muốn dùng SIM 3G, 4G anh em có thể mua một cái cạc quăng cắm vào và cắm SIM vào. Con máy sẽ biến thành một cái điện thoại di động rất là to. Đây là cái dock mở rộng của dòng HP anh em nhé. Anh em mà muốn thêm các cái cổng kết nối ra ngoài anh em có thể mua cái dock cắm vào đây. Nó hỗ trợ được rất nhiều. Cổng nguồn. Cạnh bên trái thì có một khe khóa, một cái hốc tản nhiệt khá là to, một khe thẻ SD, và đây là một cái ổ đĩa dạng DVD, và bây giờ anh em mà không dùng đến thì có thể là mua một cái Caribay cắm ở đây để có thể mở rộng được thêm ổ cứng nhé. Cạnh đằng trước máy thì anh em sẽ nhìn thấy một cái đèn báo Wi-Fi, một cái đèn báo nguồn, một đèn báo sạc pin và một đèn báo ổ cứng. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái gọi là nó làm hơi lồi ra một chút, giúp anh em có thể mở chiếc máy dễ dàng hơn khi anh em cầm vào đây, nó có điểm để anh em bắt vào đây mở ra. Con máy này thì có cái thời lượng pin cũng khá là ấn tượng, khi mà anh em mà làm các công việc văn phòng bình thường cơ bản thì nó có thể trụ được khoảng 3-5 giờ, nếu để khi anh em kéo độ sáng xuống 50% và để các cái âm lượng âm thanh nó chỉ khoảng 50% thôi, còn nếu anh em mà dùng mắc thì nó chỉ được khoảng 2-3 tiếng thôi. Chiếc máy này có cấu hình như mình nói bên mình là rất cao, và nếu mà anh em mà sử dụng con máy này để làm các công việc văn phòng cơ bản hoặc là chơi các tựa game như LOL thì
thì hoặc là Photoshop nhẹ nhàng, con máy này có thể đáp ứng được hết. Ngoài ra thì về chất lượng, con máy này nó đạt được cái tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ 810G, chính vì vậy mà con máy này nó chạy cũng rất là bền bỉ. Duy chỉ có một chút là mình thấy cái ngoại hình thiết kế của nó hơi dày một chút, và đặc biệt là cân nặng của nó khoảng 2,2 kg. Nếu anh em là một người mà không đặt nặng lắm về vấn đề ngoại hình thì mình thấy một con máy này là một con máy rất là hoàn hảo, khi mà nó có cấu hình rất là cao, độ bền tốt và đặc biệt giá thành của nó cũng rất là hợp lý, rất là rẻ. Ok, anh em mà yêu thích dòng máy này thì có thể qua ngay hai cơ sở bên mình, 101 Lê Thanh Nghị và 257 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội để trải nghiệm máy nhé. Hình thức máy bên mình tuyển chọn rất là đẹp, rất là kỹ càng. Hẹn gặp anh em ở hai cơ sở bên mình.